Hello, xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Và hiện diện trước mắt quý vị là một cái khoảng không gian sinh vườn của một căn nhà mà nằm ngay vị trí là cách quốc lộ 1A chỉ có là 50m thôi, chúng ta di chuyển đi bộ thôi và rất là gần với chợ Gò Đen. Đây là một căn nhà với diện tích trên sổ là ngang 7m và dài 20m. Diện tích xây dựng của căn nhà là ngang 5,5m và dài tầm khoảng là 18m. Diện tích xây dựng rất là lớn, một trệt, một lầu và sân thượng đó. Đường thì đây là một khu dân cư rất là đông đúc mọi người, nhà san sát như ở trong trung tâm Sài Gòn vậy đó, đó rất là đông đúc. Thì Thành muốn mang đến cho anh chị một căn nhà mà ngay cái giấc trưa luôn để giới thiệu cho quý vị. Ngang Thành xin nhắc lại là ngang 7m và dài 20m. Đây thổ cư 100%. Thì có khoảng không gian sân trước, chúng ta là sân trước để bỏ ô tô và khá là rộng nha mọi người. Và chúng ta còn một cái không gian đường luồn nữa. Thì đây một căn nhà mà có thể nói là mang đến cho anh chị một cái sự rộng và thoáng. Chắc là Thành sẽ vô trong luôn. Bạn camera giờ đứng giấc này là quá nắng rồi. Một căn nhà mà rộng và thoáng và thiết kế thì anh chị có thể thấy này, ở bên hông của căn nhà suốt luôn là chúng ta sẽ có rất là nhiều cửa sổ. Và mẫu nhà thì hơi sặc sỡ nhẹ một xíu mọi người, rất là màu luôn đó, có rất là nhiều màu sắc. Ở đây là những cái màu xanh ngọc bích này với những cái con vật gọi là linh thiêng đó, mang đến cho chúng ta một cái gì đó rất là tâm linh mọi người. Đây những bức tranh nữa. Diện tích xây dựng ở trong như Thành nói là ngang 5,5m và dài tầm khoảng 18m. Thì anh chị có một cái diện tích sử dụng rất là lớn, và căn nhà mình có phòng ngủ dưới cho cô chú anh chị lớn tuổi nữa. Không gian phòng khách thì nó rơi vào tầm khoảng là 25m². Ở trên thì chúng ta sẽ có một cái đèn chùm trung tâm để chúng ta bỏ một cái khoảng bộ sofa này. Đối diện chỗ sofa thì chúng ta sẽ bỏ một phần tivi. Và Thành xin phép review nhanh cái căn nhà này một xíu nha mọi người, tại vì giấc này giấc trưa mà cái này là cũng anh em cũng tới rủ nhau tới quay và tranh thủ thôi. Đây là khoảng không gian mà phòng bếp, chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì chất liệu bằng cái này là bằng nhôm nha cả nhà. Đó, cũng khá là bền và nó nhẹ. Thì chất liệu này thì Thành lại thích hơn chất liệu gỗ, tại vì anh chị biết sao mà khi mà chúng ta để lâu ngày gỗ thì khi mà nó ẩm ướt thì nó rất là nguy hiểm. Từng xem rất là nhiều clip trên mạng rồi nó bị sụp xuống á, khá là nguy hiểm. Thì nhôm thì nó nhẹ và nó an toàn và nó rất là bền vì nó là kim loại mọi người ha. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái không gian là phòng ngủ ở phía dưới cho cô chú lớn tuổi. Và đặc biệt là cũng thiết kế được cái hay là Thành rất thích những cái căn nhà nào mà khi mà có phòng ngủ ở dưới thì phải làm cho khách hàng một cái cửa sổ như thế này để cho nó thoáng, chứ lúc nào cũng bí bách thì thực sự là mua căn nhà mà nó như vậy thì nó khá là bí bách nha. Rồi ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian giếng trời này và một cái phòng vệ sinh cũng rất là rộng luôn đó. Phòng vệ sinh rất là rộng. Tuy diện tích nhà to nhưng Thầy xin phép review tầm khoảng 5 phút thôi nha quý vị. Hiện tại là giấc này thì tí nữa có một cái cuộc hẹn với khách nữa và cũng rất là nắng, anh em tranh thủ quay để muốn là mang đến cho anh chị một cái mẫu nhà sớm nhất có thể. Đây thì cầu thang cũng nó có bề rộng tầm khoảng 1,2m á, và với bề ngang mà 5,5m thì chúng ta có thể thấy là cầu thang di chuyển rất là dễ nha. Rồi ở trên lầu 1 á, thì chúng ta sẽ có là một phòng, hai phòng và ba phòng, gồm có là ba phòng và một phòng vệ sinh. Đây đây là phòng vệ sinh để sử dụng chung ở trên lầu 1 nhé. Và phòng ngủ phía sau đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là có cửa sổ phía sau nữa này. Và tất cả các không gian thì anh chị có thể thấy là cửa sổ ở bên hông rất là thoáng, tại vì chúng ta có một cái không gian đường luôn. Phòng ngủ ở giữa đó, và phòng ngủ ở phía trước. Đây thì với một căn nhà mà có một mức giá trên 2 tỷ và Thành xin phép giữ lại cái phần giá này để cho anh chị có một sự tò mò khi mà liên hệ cho Thành sẽ báo giá ha. Ngang 7m và dài 20m, nằm cách chợ Gò Đen chỉ vài bước chân thôi, và nhất là khi mà chúng ta di chuyển ra quốc lộ 1A thì có là 50m. Anh chị di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để đi làm cũng như đi công việc thì tầm khoảng 25 đến 30 phút. Anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho Thành qua số hotline, và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.